Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu các linh kiện, các dịch vụ tại di động cao cấp.vn. Hôm nay, di động cao cấp.vn sẽ giới thiệu các bạn một dịch vụ mới tại di động cao cấp.vn. Đó dịch vụ sửa chữa thay mới chân sạc của điện thoại Philips Y928 chính hãng tại di động cao cấp.vn. Trên tay mình đây là cả bảng main của điện thoại Philips Y928 với phần chân sạc được hàn chắc chắn trên main như này. Đó. Các bạn thể thấy, đây là phần chân sạc của điện thoại Philips Y928. Khi khách hàng gặp các lỗi sự cố liên quan đến chân sạc của điện thoại Philips Y928, sạc chập chờn, sạc cũng được lúc không, không nhận chân sạc. Đó. Quý khách hàng có thể vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ tư vấn, hướng dẫn cụ thể quý khách hàng cách khắc phục các lỗi sự cố liên quan điện thoại Philips Y928 nói chung và sẽ fix lỗi liên quan đến chân sạc của điện thoại Philips Y928 nói riêng. Thông tin cụ thể chính xác hơn về dịch vụ thay mới chân sạc của điện thoại Philips Y928, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng 04 66 750 99. Kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể quý khách hàng khắc phục các lỗi sự cố liên quan điện thoại Philips mà quý hàng đã gặp phải. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm của di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Philips Y928 hàng đầu hiện nay.